Chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái bệnh mà Sony rất là hay gặp, đó là bệnh sáu nháy với cái dòng model 40W650D 750D. Nhưng mà con này của mình đang là con 650D, 40W650D. Mình đã tháo vỏ cho đỡ mất thời gian của các bạn. Bệnh sáu nháy thực ra là một cái bệnh rất là phổ thông, nhưng mà thực sự là cũng nhiều khi này cũng làm cho nhiều anh em thợ khá là vất vả. Bật nút nguồn. Đấy. Mình nhìn thấy nó nháy xanh. Đây, mình tắt cái đèn này. Nó lên đèn xanh. Đó, nó lên đèn xanh. Nháy xanh 3 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Đấy, bệnh sáu nháy là rất là phổ biến đúng không? Thực ra cái này là mình nhận lại của một anh thợ. Đây, trước khi làm thì mình sẽ nói qua cho những ai chưa biết, còn những ai biết rồi thì thôi, về cái các phần cơ bản của cái máy này. Máy này chạy chip MediaTek, chip này khá là phổ biến này, nhưng chip này thì thực ra là của Trung Quốc, khá là chậm. Bản chất đúng là cái máy này nó rất là chậm. Đây là cáp dành cho khối led, tức là dây led này, nó có 3 dây là nó có hai lửa led chỉ hai bên. Đây IC dao động led này. Đây là con IC hai con gọi là đèn gọi là kích led. Nguồn thì đương nhiên là 19V của Sony là 19V rồi. Rồi cáp màn hình đây. Cái này nói chung cái này các bạn biết được đúng không? IC RAM này. HDMI, USB. Cổng 3.5. Nguồn 19V này. Và đây con ổn áp nguồn 19V này. Sau đó nó được con này hai con này nó sẽ kích lên nguồn bằng cái biến áp này. Và đây là tụ lọc. Tụ lọc nguồn sau khi nguồn vào đến đây là lọc. Đây là một số những cái nguồn phụ. 12V, 5V, 3,3V, 1,8V. Nói chung nó khá là nhiều nguồn. Nếu mà có thời gian mình sẽ làm cái video chi tiết cho mọi người. Còn đây là dao động led, thì đây là nguồn lọc cho led này. Trước mắt là đối với con máy này nó là bệnh sáu nháy. Điều đầu tiên thì các bạn phải kiểm tra led trước. Kiểm tra nét thì với cái dòng này thì nó cũng tuy thoảng cũng có con chết nét, nhưng đa số nó cũng không chết nét. Có những người không phán đoán được chết nét, đâm ra tháo ra rất là vất vả. Đây đó, đây là cái bộ test nét, thực ra trên thị trường nó bán rất là rẻ, nói chung là một cái nguồn cấp trước. Nguồn này bây giờ mình để lên cho mọi người xem nhé. Đây. Cắm nguồn. Cắm nguồn cho nó này. Sau đó là mình đo này. Đây là một cái coi, nhưng mình chưa biết dây nào là dây âm, dây nào là dây dương đi. Đúng không?
cho kim nhọn chọc vào đây. Đấy, hai cái này mình cho như này, hai cái dây sám này nó chọc đúng không? Coi như là nó nào một rồi. Đây, bây giờ mình ở đây mình chọc này không thấy được thì bắt đầu mình đặt đặt hơi khó. Nguồn tên nét này khá là ưu việt cho anh em thợ. Đó, đây mọi người có nhìn thấy không nhỉ, là 50V, 51V, 51,2V. Rồi đây là một lửa của một vế led, lửa một vế led khoảng 253V. Lúc này thì đèn led sẽ sáng đấy, trong màn hình nếu mà màn hình nó sẽ sáng. Đây là một lửa nhé, mình thêm một lửa nữa này. Đấy, 61, 62V. À đâu, mình cái này mọi người phải đo chính xác nhé, bởi vì em phải giữ chặt kim, bởi vì cái dòng của nó mà tiếp xúc kém ấy, cái tay mình giữ không chặt, dòng nó kém thì bắt đầu nó sẽ thay đổi dòng. Mình thấy rằng nguồn nó cũng tương đối nhau, đây, tương đối nhau, 52, 53V. Đây, đo lại cho mình này. Đấy. Nguồn nó tương đối nhau. Đây, giữ chặt tay thì nó sẽ dòng nó sẽ lớn hơn. Vậy là lúc này thì mọi người nhìn trên cái lỗ này, lỗ ở đây này, mình quay mình không nhìn được. Đây nhá. Mình quay cho mọi người xem. Mình tắt điện cho mọi người xem. Đó. Mọi người có nhìn thấy cái lỗ không? Nó sáng đây, lỗ nó sáng đấy nha, mình bỏ một que ra nhé, tắt này. Đấy, đo xem bên này, đó mọi người thấy sáng không, có cái lỗ ở chân ốc đấy. Rồi khi nó sáng rồi thì vậy là led là ok nhé, nói chung là led đã ok bởi vì cái điện áp và cái dòng nó ăn nó tương đối nhau. Giờ mình bật điện lên nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào cái vấn đề phân tích cái mạch này, những cái lỗi cơ bản nó hay gặp ở cái Sony này. Đây mình chỉnh máy quay nhìn rõ này. Một số những cái dòng khác mọi người dễ phân biệt hơn, nhưng mà dòng này thì nó cũng có một số cái ban mà nó lạ hơn so với những sáu nháy của những cái dòng W43W800C674. Nó nhưng mà nó cũng có những cái chân giống hệt con IC dao động này. Về cơ bản mọi người chỉ cần nhớ như này. Đây là bạn nào đã câu rồi. Bạn thợ trước đã câu tắt này, câu tắt để nếu mà nét nó bị già, nó ngắt. Với bản chất cái dòng Sony ấy, nếu mà ai đã từng va chạm với những cái TV dày ngày xưa thì cái mạch bảo vệ còn khá là tốt, nó chỉ cần hơi có vấn đề một chút xíu là nó sẽ mạch Protect, nó mạch bảo vệ nó sẽ ngắt để cho nó an toàn. Cho nên mà thằng Sony nó rất nhiều cơ chế bảo vệ các kiểu. Nói về công nghệ của Sony thì bảo vệ của nó rất là chuẩn. Đấy, ít khi nó xảy ra cái hiện tượng cháy lổ. Kể cả TV dày ngày xưa có TV dày bọn mình làm rất là nhiều. Nhiều khi nó linh kiện nó già thôi, con tụ nó già thôi, nó linh kiện thay giá trị thôi là nó sẽ ngắt mạch bảo vệ để nó bảo vệ an toàn. Kể cả thằng Pana cũng vậy. Thằng Pana nhất nói chung là của thằng Nhật. Pana mới lại cái này thằng Sony là hai thằng nó bảo vệ rất là tốt.
về cái mọi người vào muốn dành con này thì mọi người vào data sheet trong Google mọi người search, nhưng tuy nhiên thì mình đã biết mấy cái chân cơ bản của nó và một số cái lỗi cơ bản. Mọi người muốn siêu cái này thì mọi người phải tìm hiểu data sheet của Google, nó sẽ ghi từng các cái chân luôn. Nhưng mọi người nên nhớ rằng có một số cái chân này, là chân bảo vệ, là chân 2, chân 1 đây, chấm của con IC đây, chấm của IC đây, mọi người ghi được không? Chấm của con IC đây là chân 1, và chân 38 nó là cái chân cạnh đây, từ thứ 2, 39, 39 từ chân số 2 đổ lại. Hơi tối nha, linh kiện quá nhỏ. Đây nhá, bây giờ mình thử đo xem cái điện áp của nó đã ok đến đâu rồi nhé. Mát thì mình vẫn đang để cả vỉ, mình sẽ để cả nguồn chung. Đây cái đồng hồ học, mình phải dùng cái đồng hồ tạo cái đồng hồ số của anh em thợ điện lạnh luôn, kẹp dòng luôn. Đồng hồ này chủ yếu là anh em thợ điện lạnh, tuy nhiên nó cũng có những tính năng tương đối giống. Đây bây giờ nhé, mình ghim điện rồi này. Mình bật nguồn này, xem nếu con IC này nó sẽ lên được bằng cái điện áp mà mình vừa mới đo led ấy, nó khoảng tầm cộng trừ 50V, thì là vậy là IC này nó đã hoạt động, nhưng mà cái mạch bảo vệ của nó ngắt thôi. Đây mình thử xem là nguồn này nhá, 19V này, bản chất là 19V, sau khi mình bật nguồn nó phải tăng lên khoảng tầm cộng trừ 50V này, bằng với cái nguồn led mà ban nãy mình vừa đo ấy, bằng cái bộ test ấy. Đấy, thấy chưa, nó đã đủ nhá. Đấy, nó giật phát lên 70V xong nó sụt xuống ngắt. Đó, mọi người nhìn thấy không, vậy là nó đang bảo vệ, nó đang ngắt, và nó có một cái chân là vào con IC 120K, cái con nó có ba con này, con tụ này và hai con điện trở này, con trở này là 104. Nếu ở dòng 674 mình thay 104 vào là ok, là thậm chí con này còn 120K, 124. Chân này có 3,9V. Chân này về cơ bản cũng tốt. Nhưng đầu bên này nó phải có 19V. Đó, đây, tắt bật. Đối với mạch bảo vệ mà nó đã ngắt thì các bạn phải rút điện ra nhé. Khóa mình bật không có tác dụng. Đây. Đấy, cho nó phóng hết điện đi, phóng hết điện đi, ấn công tắc, ấn cái nút nguồn cho nó phóng hết điện này, mình đo vào đây, bật lên, đó, bằng nguồn đấy, 19V cộng, đấy. Tóm lại là hơn cộng trừ 19V, thường là hơn 19V, đấy, mọi người đo thao tác phải giữ zin tay nhé, rồi, vậy là con này nó đã hoạt động nhé, đấy. Hoạt động nhưng mà nó ngắt, nên sẽ dao động của nó tạo cái dao động để nó kích cho cái nguồn của led, nhưng nó đã ngắt, nó mọi người hay dùng phương pháp câu tắt, nhưng mà câu tắt thường nó không đường hồi tiếp của led này, thì để mà làm đơn giản thì bây giờ mọi người làm một cái để loại trừ, đỡ mất nhiều thời gian cho mọi người, thì nên làm bước sau là tách cái nguồn bảo vệ nó ra, tách nguồn bảo vệ. Bây giờ mình tháo à, bây giờ đây sự là rất là lâu rồi mình không ngồi mình cày những cái bo mạch này, mình cũng muốn chia sẻ cho anh em thợ mới
không may xem được cái video này. Đây, mọi người có thể dùng cái bộ tool, này để mà cậy nó ra. Mua cái tool này trên thị trường là khá là rẻ, mấy chục nghìn, hoặc là mọi người có thể lấy con bánh xe lam, mọi người bẻ nó. Bây giờ đầu tiên là cái chân bảo vệ mình ngắt chân hai trước này, mình vừa quay vừa làm hơi khó. Đây, mình cho cái chân vào trước này, chân một, chân hai, hơi khó. Mình có con bánh xe lam mất, mình nhìn thợ nó vẫn đâu. Nguồn đấy nhé, và ấn nguồn cho nó hoạt động máy đi, cho nó phóng hết điện đi. Mình không thuận tay trái. Thực ra mà cho ra ngoài khó thì đơn giản hơn. Mình loại trừ đã, cho nên là mình làm là đỡ mất thời gian. Mình dí vào cái chân cho mình tách ra rồi mới nó ra trên. Cái gì dễ thì mình loại trừ trước rồi mình làm trước. Ok, mình đã tách cái chân hai rồi. Bởi vì mình phải kiểm tra cái chân hai cái con điện trở này này. Một trong hai con điện trở này mà chết là nó có vấn đề về cái đấy này. Bởi vì nó vào cái chân 39 là chân bảo vệ mà. Nhưng mà cái nào dễ thì mình làm trước. Đấy. Mình chỉ cần lấy con bánh xe lam bẻ nhọn lên đi, bẻ chéo lên là nó rất là dễ. Đây, bây giờ thử cái nguồn vào xem nó hết nhé. Hết sau nhai thì ok thôi. Đầu lắm mình cũng không ngồi làm. Nhìn thấy cái đèn không nhỉ? Đây, đèn này. Hình như nó ok rồi đó. Chân số 2, đó là cách mà nó không nhánh. Ok. Không ngắt nữa rồi. Cái gì mình làm trước thì mình cứ làm, nó dễ thì mình làm trước. Lúc mình lên xem lại nhau chân em nhỏ lên hoàn toàn chưa. Tắt rồi.
chưa lên nét nhưng mà hết báo lỗi, mạch máy đã chạy, máy đã chạy rồi. Em cho to nhỉ. Đấy. Vậy là nó không ngắt đấy. Để xem nào. Còn lý do gì mà nó chưa lên. Đi. Mình bỏ điện thoại ăn. Đây, mọi người nhìn đây, nó không nháy, không sao nháy nữa rồi. Nhầm mình tắt nhé. Mình rút cái gì mà nó không. Đây, xem. Xem nét. Chẳng biết sao anh thợ này câu cái gì. Mình thấy mình câu cái gì. Ok. Hết nhảy. Đấy, các bạn thấy, ví dụ như mình làm cái gì mình làm đơn giản trước thì mình sẽ làm. Đây nhá, bây giờ mình thử đo xem là bây giờ nó bao nhiêu vôn nhá. Nét bây giờ nó bao nhiêu vôn nhá. Cho mọi người nhìn cho nó dễ nhá. Mình quay cầm tay này. Mắt chung đây đo chân màn ảnh đây, xem. Đây. Yeah. Đấy, 70 V. Ok. Ok nguồn ok nét đo tại chân nét ok đấy. Đấy, cái bàn này rất là đơn giản, giờ đang ngắt cái chân bảo vệ thôi. Video hơi dài cho mình tạm dừng ở đây, hy vọng là mình sẽ chia sẻ những cái video hữu ích để cho một số những người đam mê điện tử không may gặp phải. Nó thực ra nó chỉ gọi là thần chủ. Thần chủ cái này à. Làm cũng đơn giản. Còn thì cái máy này thì nó bệnh Sony là bệnh nó rất nhiều bệnh vặt. Khá là hay chết màn hình. Ok, ở đây người ta sửa trước là quên chưa cắm cáp. Cắm màn hình cáp wifi thôi. Không có gì. Rồi cảm ơn các bạn nhé. Hy vọng là sẽ giúp ích gì được cho ai đó. Nếu mọi người muốn theo dõi những cái chia sẻ về kiến thức điện tử của mình, mọi người sẽ đăng ký kênh. Mình sẽ chia sẻ những cái video hữu ích cho mọi người. Mình lần này rảnh mình sẽ làm video chia sẻ cho nó vui. Nha. Yeah.